Đổi thịt lợn lấy vàng. Đi kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho con bây giờ? Số tiền lớn như thế tôi làm gì có chứ. Chú cũng biết đấy, nhà tôi cũng đâu có hơn gì nhà chú. Biết làm sao bây giờ? Cả cái làng này đều phải chạy từng bữa ăn thì lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế? May ra thì còn nhà Phú Ông. Nhưng Phú Ông thì nổi tiếng độc ác, thù dai và hách dịch, chẳng coi ai ra gì. Cũng khó lắm, nhưng chẳng còn cách nào. Chú cứ thử xem sao. Rõ khổ thằng bé quá. Vâng, cảm ơn bác. Thằng bé nhà mình đã từng có lần làm thằng con Phú Ông ngã, tí nữa thì ông ấy đốt cả nhà. Làm sao mà ông ấy cho mình vay chứ? Nhưng mà cũng chỉ còn mỗi cách đó thôi. Có chuyện gì mà thập thò ngoài đây? Dạ bẩm ông, con có chuyện gì thì nói nhanh lên. Dạ bẩm ông, thằng bé nhà con nó đang bị bệnh nặng lắm, phải cần 100 bạc để chữa bệnh, mà con thì túng quá nên đành mạo muội sang đây, xin ông cứu giúp ạ. Ngươi còn dám phát mặt sang đây mà vay mượn nữa à? Dạ con biết lỗi của con rất lớn, nhưng xin ông làm ơn làm phúc ạ. Còn hắn đã làm con trai ta ngã chảy cả máu chân, chẳng nhẽ ta lại cho hắn vay tiền dễ dàng thế hay sao? Ta đã có cách, 100 bạc đối với ta chẳng là gì, nhưng vừa được tiến thúc, vừa bắt hắn phải trả giá. Thôi được, thương nhà ngươi, ta sẽ cho nhà ngươi vay tiền. Ông sẽ cho con vay tiền ạ? Con đội ơn ông, con đội ơn ông. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì ạ? Nếu sau 2 tuần đúng giờ ngọ ngươi không trả được nợ, thì ta sẽ lấy của ngươi 1 cân thịt. Tự tay ta sẽ làm điều đó. Ông xẻo 1 cân thịt trên người con? Đúng vậy, nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Làm thế nào bây giờ? Không có tiền thì thằng bé sẽ không qua khỏi. Đã đến nước này thôi thì dạ, vậy con xin vâng ạ. Làm sao mà ngươi có đủ tiền để trả cho ta cơ chứ? Thôi thì cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Trời ơi, xoay mãi mới đủ tiền, bây giờ đã quá ngõ mất rồi, làm thế nào đây? Thế nào, đã có tiền trả nợ cho ta chưa? Dạ thưa ông, con chật vật mấy ngày nay mới gom đủ số tiền trả nợ ông, bây giờ con xin trả ông. Nhờ có nó mà thằng cu nhà con mới hết bệnh à? Thằng này xoay tiền cũng giỏi phết, nhưng không sao, may làm sao mà thoát được chứ. Ngươi có nhầm không vậy? Đến 12 giờ trưa nay là đã hết hạn rồi, bây giờ đã là 1 giờ chiều, có trả tiền ta cũng không lấy nữa. Bây giờ ngươi phải thực hiện giao ước đi. Thưa ông. Thưa gửi gì? Bắt hắn lôi về cho ta. Con xin ông. Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Kính chào quan lớn ạ. Các ngươi làm gì mà ầm ĩ giữa đường thế? Thưa quan lớn, tên này vay tiền của con và đã giao ước nếu đến hạn mà không trả được nợ, con sẽ tự tay cắt 1 cân thịt trên người hắn. Bây giờ quá hạn rồi, vay mà hắn còn định trốn. Nhận của quan lớn ở đây, mong ngài phân xử giùm. Dạ, thưa quan lớn, hôm nay đến hạn, con đã đi hết làng trên xóm dưới gom đủ số tiền trả Phú Ông, chỉ chậm có 1 khắc giờ thôi, vậy mà Phú Ông không nhận, nhất quyết đòi lấy thịt con. Mong quan phân xử ạ. Lại có kiểu vay lãi kỳ cục và độc ác như vậy sao? Hóa ra dân nghèo vẫn phải chịu khổ như thế này, vô lý. Có thật ông không muốn nhận lại tiền không? Dạ vâng ạ. Nếu vậy thì cứ làm theo ý ông. Ôi, đội ơn quan lớn, quan lớn quả là sáng suốt. Bay đâu, lôi nó về cho ta. Khoan, nhưng ông phải làm đúng yêu cầu này. Tự tay ông sẽ xẻo 1 miếng thịt của anh kia, vừa đúng 1 cân. Nếu miếng thịt thừa hoặc thiếu dù chỉ 1 gram, cả nhà ông sẽ bị tử hình. Ngoài ra, tất cả gia sản cũng bị tịch thu. Hả? Làm sao mà xẻo được đúng 1 cân chứ?
Tôi không muốn đòi một cân thịt của hắn nữa. Xin cho tôi đổi lấy số tiền vay thôi ạ. Không thể được. Lúc nãy ông đã chối không nhận tiền mà chỉ đòi cân thịt. Vậy ông cứ làm. Nếu không làm thì ông sẽ phải nộp phạt 1.000 đồng vì tội chống quan. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi không đòi gì nữa ạ. Tiền cũng không ạ, mà thịt cũng không ạ. Vậy thì ông hãy nộp phạt rồi ngồi tù 4 năm vì tội độc ác, dùng tiền để áp bức người khác. Tội đó cần phải trừng trị. Trời ơi. Đội ơn quan lớn. Đội ơn quan lớn. Người đi nhặt hạnh phúc. Bộ ba chúng tôi có tôi, Sơn Khều, Nhân Mì Chính và Phúc Lửa ngồi chung bàn cuối lớp, to tiếng không ít lần. Trẻ con mà, chưa biết nhường nhịn là gì. Đặc biệt là Phúc Lửa, gọi thế là bởi nó rất nóng tính. Sơn Khều, mày đã nghe nói nghề đi nhặt hạnh phúc chưa? Chưa, làm gì mà có nghề đấy. Nhưng sao cơ? Thằng Nhân bảo ông nó là người đi nhặt hạnh phúc. Thấy chưa, nói phịa nhé. Thằng Sơn cũng không biết kia kìa. Làm gì có ai là người đi nhặt hạnh phúc bao giờ. Thế mà có ông mình đấy. Đến lối rẽ là vào nhà mình rồi. Chào hai cậu nhé. Này, nói rõ đi đã chứ Nhân ơi. Người đi nhặt hạnh phúc là sao? Phải như ba mẹ tao là bác sĩ, ba mẹ mày là giáo viên. Công việc như thế ai nghe cũng biết ngay. Chứ làm gì có công việc đi nhặt hạnh phúc bao giờ. Rõ là thằng Nhân nói phịa. Nhưng lỡ có thật thì sao? Đó chắc là một công việc vui vẻ. Hạnh phúc là những điều vui vẻ mà nhỉ. Ngày mai chúng mình hỏi rõ Nhân xem nó bảo sao nha. Cậu là đồ nói dối. Sơn, từ nay tao với mày tẩy chay thằng Nhân đi. Không có bộ ba, bộ tứ gì hết. Không thể làm bạn với đứa nói dối. Mẹ tôi nói rằng ông của cậu là người nhặt rác. Người nhặt rác đó. Vậy mà cậu bảo ông cậu là người đi nhặt hạnh phúc. Lại còn tự tạo ra một cái nghề mỹ miều. Thật là dối trá. Tôi không nói dối. Cậu lại còn cãi được nữa hả? Mẹ tôi nói không có công việc gì trên đời này gọi là đi nhặt hạnh phúc hết. Ông cậu chỉ là một người nhặt rác mà thôi. Và cậu là một đứa nói dối bạn bè. Tôi không nói dối. Kệ nó đi. Mày định bênh vực một người nói dối như thế à? Ông nói chuyên đi nhặt rác. Mẹ tao bảo hôm nào chả qua bệnh viện mẹ tao gom rác. Nhưng lỡ mẹ mày nhìn nhầm với người khác thì sao? Nhầm thế nào được? Hôm qua mẹ tao còn thấy cả thằng Nhân đi cùng ông nó mà. Mày nóng quá đấy. Thằng Nhân nó đi đâu mà không cả vào học nữa. Kệ. Những ngày sau đó. Phúc và Nhân chiến tranh lạnh lâu quá. Một bầu không khí nặng nề như tảng băng đè lên tình bạn của chúng tôi. Tôi buồn quá. Không biết có thật Nhân đã nói dối không. Rồi kỳ thi cuối kỳ tới, chúng tôi ai nấy bầu đầu trong bài vở. Cô tuyên dương cả lớp mình. Tuần vừa qua lớp ta thi học kỳ rất tốt. Trong các giờ thi, các em đều nghiêm túc làm bài. Hôm nay cô sẽ thông báo cho các em điểm thi môn văn. Bạn Lưu Hà Nam 8 điểm, Lê Bảo 6 điểm, Dương Hồng Sơn 7 điểm. Ôi, tôi có nằm mơ không? Đây là lần đầu tiên tôi được 7 văn đấy. Và cô cũng rất vui mừng thông báo trong bài thi văn cuối kỳ viết về gia đình mình này. Lần đầu tiên cô ghi điểm 10 văn cho một bạn. 10 điểm. Trời ơi, ai mà giỏi thế ạ? Cô nói đi ạ. Cô chúc mừng em Lê Bảo Nhân. Bài văn của em viết rất xúc động. Bây giờ Nhân lên đọc bài văn của mình cho cả lớp nghe để học hỏi em nhé. Nhân giỏi quá. Chưa ai được 10 văn lần nào đâu. Tuyệt quá Nhân ơi. Gia đình em chỉ có ông và em sống trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. Ông em là người rất hiền hòa. Hàng xóm thường gọi ông là ông Tư Lượm. Không phải mọi người gọi ông là ông Tư Lượm vì ông là người nhặt rác.
mà vì ông đã lượm em về nuôi. Vậy là Nhân không còn người thân ruột thịt nào sao? Ông Tư chỉ là... Dù sao thì chính miệng nó đã nói ra rồi đấy. Ông nói là người nhặt rác. Mọi người nói rằng công việc của ông em là nhặt rác. Nhưng đối với em thì ông là một người đi nhặt hạnh phúc. Nhờ công việc của ông mà em được ăn no mặc ấm, được cấp sách đến trường, được ngủ ngon trong chăn ấm hàng đêm. Ông đã nhọc nhằn gom nhặt từng mảnh hạnh phúc ấy vì em. Đối với em, công việc của ông tuyệt vời biết bao. Em không có ba mẹ hay anh chị em. Người đi nhặt hạnh phúc ấy là kho báu quý giá nhất cuộc đời em. Tao xin lỗi, chúng tao chơi với mày cả năm nay mà chưa một lần đến nhà, không hiểu gì về hoàn cảnh nhà mày, tao có lỗi với mày. Con trai, con gái. Vợ ơi, vợ, anh về rồi đây. Sao nay anh về sớm thế? Ừ, nay nhà máy hết việc nên anh xin về sớm. Nay em đi khám, bác sĩ bảo sao? Con khỏe. Anh nhìn ảnh siêu âm này, còn đang múc tay đấy. Chắc lại háo ăn giống hai chị rồi. Con khỏe là tốt rồi. Em này, thế bác sĩ có báo con giống anh hay giống em? Bác sĩ bảo con lại giống các chị rồi. Thế à? Ừ, anh biết rồi. Mẹ ơi, bao giờ bố về? Con đói lắm rồi ạ. Hai đứa ăn cơm trước đi, rồi còn học bài để mẹ đợi bố. Vâng ạ. Anh uống ở đâu mà nhiều thế? À, anh gặp lại bạn cũ có uống vài chén. Lâu lắm anh ấy có uống rượu đâu. Sao nay lại... Lại con gái. Lại là con gái. Chắc anh ấy đang rất buồn. Anh ấy mong một đứa con trai như thế cơ mà. Về thôi Hiếu. Vâng, em chuẩn bị về đây. À, em bé nhà cậu biết con trai hay gái chưa? Dạ, chưa anh. Cố lấy một đứa con trai, sao về già còn có chỗ nương tựa. Con gái lấy chồng xa là đi mất thôi. Ờ, vâng, thì em cũng đang cố đây. Ừ, về thôi. Cố bồi dưỡng cho quý tử nha. Dạ. Ừ, anh đây. Anh đang ở đâu thế? Về giúp em tắm cho hai đứa. Nay em hơi mệt. Anh có việc. À, lát nữa anh về, mua cho em hộp sữa dinh dưỡng cho bà bầu nhé. Bác ơi, vá giúp cháu cái xe. Vâng, anh cứ để đấy. Bố để đấy con làm cho. Bố rửa tay nghỉ ngơi rồi ăn cơm trước đi ạ. Ừ, thế con làm đi. Bố ngồi chờ con ăn cả thế cho vui. Con mua hai chiếc áo mới cho bố, sao bố không mặc? Cứ cất tủ thế. Ôi dào, dầu mỡ suốt ngày thế này, mặc áo trắng thì hỏng hết con à. Con đoản quá, lần sau con sẽ chọn màu tối hơn. Mà hộp sữa con mua bồi dưỡng cho bố vẫn còn nhiều quá. Bố phải chịu khó uống sữa mới có sức làm việc chứ. Ừ, bố quên mất đất. Mai bố sẽ uống. Ơ, à, con gái bác giỏi thế. Biết cả sửa chữa xe máy cơ đấy. Con gái cũng có thể làm được việc đàn ông chứ sao. Đứa nào thương cha, thương mẹ là làm được hết. Chắc cụ không có con trai nhỉ? Tôi có một trai, một gái. Ôi chà, nhất bác rồi còn gì nữa. Điểm 10 cho chất lượng. Sung sướng gì đâu cậu. Trước tôi sai lầm, coi trọng con trai. Cả nhà có thằng nói giỏi nên nuông chiều nó lắm, nên nó sinh hư. Nó giờ có thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi đâu. Đúng là con hư tại cha mẹ. Phần già này cũng không dám oán trách gì nó. May mà vợ chồng tôi còn có cô con gái này hiểu chuyện. Nó ngoan ngoãn, hiền lành. Giờ tôi mới hiểu con nào cũng được, chỉ quan trọng nuôi dạy thế nào thôi.
của anh xong rồi đây, hết 15.000. Gửi cô này, anh đưa tiền cho bố em với. Bố, chúng ta cùng ăn cơm thôi, mà buổi tối cứ nghỉ ngơi, mình con làm cũng được rồi mà. À, con mới mua lọ thuốc bổ cho bố, lát ăn cơm xong bố nhớ uống nhé. Anh về rồi hả? Mau vào ăn cơm thôi. Sao mọi người không ăn cơm trước đi? Chúng con muốn đợi bố về cùng ăn. Sao dạo này bố không ăn tối ở nhà với chúng con? Hay là chúng con chưa ngoan hả bố? Không, các con của bố ngoan lắm. Anh ăn cơm đi rồi còn nghỉ. Có việc gì cũng phải nghĩ tới sức khỏe chứ. Các con ăn nhanh còn đi ngủ, muộn rồi đấy. Vâng ạ. Em ăn đi này, đang có bầu cần phải tẩm bổ chứ. Các con cũng ăn nhiều vào nhé. Anh tính rồi, vợ chồng mình đẻ nốt công chúa nhỏ này rồi sẽ kế hoạch. Còn tập trung vào làm ăn, nuôi dạy các con. Anh nói thật chứ? Sao lại không? Con trai hay con gái đều là con. Miễn là chúng ta cố gắng nuôi dạy các con ngoan ngoãn, lớn lên thành một công dân lương thiện và có ích em à. Vâng, em biết rồi. Đồng 10.000 của mẹ. Con gái ngoan, bám tay vào mẹ kẻo ngã nhé. Hôm nay lên lớp phải ngoan nghe con. Dạ vâng ạ. À, trong túi mẹ có tiền lẻ hay mẹ bỏ quên? Ôi, có tiền mình được ăn thật nhiều kẹo, có thật nhiều bút màu. Cháu chào bà ạ. Cho cháu kẹo này, kẹo này, kẹo này. Mình thật là giàu có. Lần đầu tiên mình có nhiều tiền như thế. Và có thể mua được bao nhiêu là kẹo. Ly, em lấy 10.000 của mẹ phải không? Tiền mẹ để ở trong túi để đi chợ hôm nay. Đâu, em đâu có lấy. Thế kẹo kia ở đâu ra? Mẹ biết rồi nhé. Về, mẹ cho ăn đòn vì cái tội lấy trộm tiền. Con mèo hư này, ăn vụn cá của bé Ly và anh Tích. Thì hôm nay hai anh em ăn gì hả? Đây không phải đồ của mày nghe chưa? Mày ăn vụn sẽ bị phạt cho chừa nhé. Các con ăn nhiều vào, ăn ngoan rồi chơi ngoan nhé. Cô Tích thì học bài đi. Không hiểu chỗ nào thì mẹ sẽ chỉ bài cho. Hôm nay con đi học có gì hay không kể cho mẹ nghe nào. Con xin lỗi vì đã lấy 10.000 trong túi của mẹ đi mua kẹo. Sao mẹ không mắng con, đánh con? Con sợ lắm. Con biết lỗi sai của mình chưa? Con biết ạ. Nhưng thật sự con không có cố ý. Lúc ấy sờ tay vào áo mẹ có tiền, con nghĩ đến những chiếc kẹo xanh đỏ mà con đã cầm nó. Con nghĩ mẹ để quên, mẹ sẽ không nhớ đâu. Con xin lỗi mẹ. Con gái à, nhà mình còn vất vả, đồng tiền kiếm ra chẳng dễ. Nó là mồ hôi công sức của bố mẹ. Bố mẹ đi làm để kiếm tiền mua rau, mua cá nuôi các con. Đồng tiền đó được tiêu vào những thứ chính đáng. Mẹ biết con gái của mẹ không phải người xấu lấy cắp tiền của mẹ, mà chỉ là một phút thèm muốn kẹo mà không cưỡng lại được thôi. Mẹ không mắng con, cũng như không đánh con. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng việc lấy tiền như vậy là sai rồi. Con còn bé, không nên tiêu tiền con nhé. Mẹ có giận con nữa không? Mẹ có ghét con không? Mẹ không ghét con đâu. Con biết lỗi là tốt rồi. Và hãy nhớ lấy bài học này nhé. Đừng bao giờ lấy đồ của người khác nữa nha con.
Cuốn nhật ký của mẹ. Chà chà, con gái của mẹ xinh quá. Vì con là con gái của mẹ mà, ngày trẻ mẹ cũng xinh đẹp nhất vùng đó thôi. Mẹ ơi, con thấy thật có lỗi với mẹ. Hồi nhỏ thì con đi học xa mẹ suốt, rồi lại đi du học xong thì đi lấy chồng, lúc nào cũng để mẹ vò vỏ một mình. Không sao, không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ quen rồi, thi thoảng vợ chồng con về thăm mẹ là được rồi. Mẹ, con ước chi mẹ và bác Tuấn có thể... Linh, mẹ con mình không nói đến vấn đề này nữa được không con? Mẹ... Chà, hồng phấn dạo này nở đẹp quá. Cô Linh, chào chị. Chị ra vườn tưới cây đấy hả? Cô về lần này được lâu không? Mấy hôm cô về, chị thấy bà vui vẻ hẳn ra đấy. Chứ những ngày cô đi học xa, bà hay buồn lắm. Có những hôm chúng tôi sang chơi, mà nhắc đến ông là bà toàn khóc thôi à. Rõ khổ. Đáng lẽ em không nên lấy chồng xa mới phải. Để mẹ một mình trong bao năm, em thấy có lỗi với mẹ quá. Hay là vận động bà chuyển đến ở cùng vợ chồng cô đi. Vợ chồng em cũng muốn thế, nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ cứ muốn sống với những kỷ niệm nơi đây, em cũng không thể làm gì khác được. Vâng, tôi hiểu. Bà sống nặng nghĩa nặng tình lắm. Này, chị thấy bác Tuấn thế nào? Bác Tuấn ư? Bác ấy thật tốt bụng và dễ mến. Mà có vẻ bác ấy cũng quan tâm đến bà lắm đấy. Em cũng thấy mừng, ước chi có một ngày mẹ em và bác ấy về chung một nhà. Nếu được như vậy thì đến hàng xóm chúng tôi cũng thấy vui lây ấy chứ. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Gì vậy hả con? Mẹ ơi, thời tiết hôm nay rất đẹp, con muốn làm một bữa tiệc nhỏ mời mẹ. Mẹ ơi, chúng ta mời thêm bác Tuấn sang dự tiệc cùng chung vui nhé mẹ. Những khóm hồng phấn bác ấy cho nhà mình đã nở hoa rất đẹp rồi. Mẹ ơi. Sao con? Con thấy bác ấy tốt tính lại rất quan tâm đến mẹ đấy. Hôm trước mẹ mệt, gặp con lúc nào bác ấy cũng hỏi thăm đấy. Mẹ ơi, hay là mẹ chấp nhận tình cảm của bác ấy đi mẹ. Như thế con đi xa cũng sẽ cảm thấy rất an lòng mẹ à. Linh, mẹ cũng đã già và không nghĩ đến chuyện đó nữa. Trái tim của mẹ giờ đã khép lại rồi. Mẹ, sao mẹ lại bảo thủ thế cơ chứ? Cha con đã mất từ lâu rồi, mẹ cần có cuộc sống riêng của mình. Mẹ tìm đâu ra một người tốt như bác ấy cơ chứ? Năm năm sau, mẹ Linh vì bệnh mà qua đời. Hôm nay cô quay trở lại ngôi nhà của mẹ lần cuối. Ngôi nhà vẫn còn đây, vậy mà mẹ đã ra đi mãi mãi. Mẹ. Linh. Bác Tuấn. Cháu về thu dọn đồ đạc đây à? Vâng thưa bác. Hợp đồng mua bán nhà cũng đã làm xong rồi ạ. Cháu dọn dẹp lại một chút đồ đạc tư trang của mẹ cháu rồi đi luôn. Vậy là cháu sẽ mãi mãi xa nơi này ư Linh? Bác sẽ buồn lắm đấy. Bác Tuấn, cháu cũng vậy. Nhưng nhất định khi có dịp cháu sẽ về thăm bác. Giá mà trước đây bác có thể là dượng của cháu, thì có phải là mẹ không cô đơn khi tuổi già không? Thôi nhắc lại chuyện cũ làm chi cháu. Mẹ cháu chắc cũng có lý do riêng của mình. Hãy tôn trọng bà ấy cháu à. Thôi cháu xin phép lên phòng dọn đồ đạc đây bác. Ừ cháu lên đi. Là cuốn nhật ký của mẹ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.